trường tiểu học và trung học cơ sở Nà Phòn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Hôm nay tôi rất vinh dự khi được tham gia cuộc thi cuốn sách tôi yêu. Đến với cuộc thi ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu tới toàn thể hội thi cuốn sách mang tên Bác Hồ Tấm Gương Nhân Ái Thương Dân. Cuốn sách Bác Hồ Tấm Gương Nhân Ái Thương Dân thể hiện lòng nhân ái bao la của Bác từ những câu chuyện bình thường. Người không chỉ nhân ái thương dân qua tư tưởng, hành động của cá nhân mình, mà luôn luôn có trách nhiệm đào tạo, giáo dục đồng chí, các học trò của mình phải có lòng nhân ái thương dân. Cũng vì thế, Bác Hồ luôn dùng từ ngữ xuất phát từ truyền thống dân tộc, truyền tải những thông điệp, những tình cảm chân thành nhất đến với nhân dân. Cuốn sách dày 115 trang, in trên phổ 14x20 do Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc ấn hành năm 2015. Với Bác Hồ, tư tưởng lớn thường chứa đựng trong những lời nói, việc làm vị bình, đặc biệt tư tưởng về độc lập dân tộc, về xây dựng một nhà nước dân chủ, nhà nước của dân, do dân, vì dân, luôn được cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể qua những lời nói thắm đượm tình nhân ái và nỗi thương dân. Bác Hồ luôn đề cao đạo đức cách mạng là phải sống với nhau có nghĩa, có tình, có hiếu, uống nước nhớ nguồn, biết lo cho dân trước khi nhận về mình. Phần thứ nhất, cuốn sách viết Bác Hồ để tình thương cho dân như lòng nhân ái bao la từ những chuyện bình thường. Bác ơi, tin Bác minh mông thế, và đạo đức cách mạng là phải sống với nhau có nghĩa, có tình, tấm lòng nhân ái bao dung yêu thương con người đã làm nên giá trị tinh thần lớn lao sâu sắc của vị cha già kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quan điểm về con người, Bác đã trưởng thành một triết lý nhân sinh cao cả, kết tinh từ những giá trị truyền thống dân tộc của nhân loại thời và thời đại. Bác sống như trời đất của ta, yêu từng ngọn lúa, mỗi nhành hoa, tự do mỗi đời nô lệ, sữa để em thơ, lụa tặng già. Vâng, Bác để tình thương cho chúng con, đó là di sản văn hóa, là đạo đức, là văn minh. Bác là đỉnh non cao về tư tưởng, về lý luận, cách mạng của Bác luôn tự tố mình. Nhưng những lời nói, việc làm, sự ân cần và tác phong giản dị của người đối với đồng chí, đồng bào ở mọi lứa tuổi thì không giấu được. Nhân dân Việt Nam đã và đang hiểu được tấm lòng nhân ái, thương dân của Bác Hồ. Vì thế, chúng ta phải ghi nhớ lời Bác, chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu cầu hạnh phúc của chúng ta và con cháu chúng ta. Đạo đức Hồ Chí Minh là cả một di sản lớn liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhưng đã là người Việt Nam, trước hết chúng ta cần làm theo tấm gương về lòng nhân ái thương dân của người. Vì Bác Hồ là người vĩ đại nhưng luôn có trái tim nhân hậu, Bác đã dành cuộc đời mình để đấu tranh cho tự do, hạnh phúc, cho áo ấm, cơm no của dân tộc. Trước lúc vĩnh viễn đi xa, điều cuối cùng cũng là di sản Bác Hồ muốn để lại thế hệ sau, chính là tình yêu thương người con căn dặn, người còn căn dặn: tôi để lại môn vàn tình yêu cho toàn dân, toàn đảng, cho toàn thể bộ đội, các cháu thanh niên và nhi đồng. Tôi cũng gửi lời chào
nhân ái đến đồng chí, các bạn bè và các cháu thanh niên nhi đồng quốc tế học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi ngày chúng ta hôm nay cố gắng rèn luyện tu dưỡng đạo đức hàng ngày, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ đã gọi là đoàn kết thì phải giúp đỡ nhau như anh em trong nhà. Dân tộc nhiều người thì phải giúp đỡ dân tộc ít người, hai bên giúp đỡ nhau. Phần thứ hai, cuốn sách viết về những câu chuyện về tấm gương nhân ái thương dân của Bác Hồ, như Bác Hồ với thiếu nhi, Bác Hồ với thanh niên, Bác Hồ với phụ nữ, Bác Hồ với các ngành, các giới, do các đồng chí, đồng bào đã gặp và làm việc trực tiếp với Bác kể lại. Tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh là tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường, ai cũng có thể học theo, làm theo, trưởng thành một người cách mạng, người công dân tốt của xã hội. Trong nhiều nội dung tấm gương Bác Hồ, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lòng nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết mực vì con người cha của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kể lại cho chúng ta sự kính trọng, ngưỡng mộ và cố gắng phấn đấu noi theo. Một cuốn sách tốt mở ra thì gợi niềm hy vọng, khép lại thì đem đến nhiều hữu ích. Cuốn sách Bác Hồ tấm gương nhân ái thương dân các bạn có thể tìm đọc tại thư viện trường tiểu học và trung học cơ sở Nà Phòn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, hoặc các bạn có thể tìm mua tại các hiệu sách trên toàn quốc. Bài giới thiệu sách của mình tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.